Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Có xe giá bình dân mới về tiệm nữa rồi ạ. Chiếc Louis Gardner thương hiệu của Canada. Xe có size là 420, chiều cao phù hợp từ 1m55 đến 1m70 cm ạ. Khung sườn nhôm. Bộ chuyển động là 3x8 ạ. Tay bấm xả Shimano. Ngàm thắng chữ V ạ. Xe có phuộc nhúng trước ạ. Tay bấm xả vẫn còn tốt à. Phuộc nhúng nhôm cũng có rỉ ten à. Niền sử dụng lớp 700 nhân 23 cm. Cột yên cũng có rỉ ten ạ. Khung sườn phía sau cũng có trầy. Giò đạp nhôm cũng có rỉ ten. Dư lượng khung sườn xe. Cổ xe và ghi đông cũng có rỉ ten ạ. Phuộc nhúng trước có rỉ ten nhưng còn rất tốt ạ. Giò dĩa Shimano. Cụ đề Shimano Atota. Niền nhôm cũng có rỉ ten.
thấy niềng quay, chớn cũng nhiều ghê. Dạ, em xin phép báo giá, nhận ship chiếc lưới gạt nơ này về Việt Nam của mình, giá là 16 triệu ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.